Bệnh viện đồng y lắm, chính thức rồi đó. Lên xíu nữa, lên xíu nữa, tắm ra ngoài mình thấy bên này chưa nè, bên này cái đầu cũng ra vậy chưa, à ra rồi đúng rồi, ra rồi, cho tao cho rồi, rồi kiểm lên thế nữa, lên thế nữa, rồi hay nỉnh mà. À, dư xíu dạ. Dư xíu ổn rồi. Chánh rồi, chánh rồi. À, nghe này nè, nghe ra ngoài. Xét vô, xét vô, xét vô rồi. Rồi vô. Rồi, ok. Dạ, giống như dĩnh luôn em. Em nhập vô. Em thử vô là luôn. Em nhập tên luôn. Cái Hồng An luôn lắm. Hốt của em như thế nào về về vị trí fan fan à. Quán triển sao phòng khám quá không có CT gì. Họ là súng súng 512 của CC thì rõ là có máy. Ừ. Tại chỗ thu á mình chưa có thông báo rồi mà cái thằng đi 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 về thằng nó ngày hôm nay đi bệnh nhân giờ này kia vào một hiểu không em nhớ không hai trong hai nốt nhưng mà đến lúc nó đến tay ông nó bảo mình sáng giờ mấy ca rồi nhớ thử rồi 6 ca rồi nay lên thứ bảy không bảy không bảy không bảy không bảy gặp không bảy rồi nữ sinh năm mấy xếp nữ 50 tuổi sinh năm ví dụ như những ca mà có bảo hiểm này, những ca mà có bảo hiểm này nè anh đánh nó là ngày 1 tháng 2 năm 1980 thì đánh vô đây 1980 trước 1980 chấm 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 rồi 02 chấm 01 rồi enter các bạn nhảy là 50 triệu rồi chọn cái set đúng rồi chọn vị trí chụp chọn cái vị trí chụp cái đầu đầu cấp cứu đúng rồi chấn sọ não cấp cứu hoặc sọ não chấn thương là như nhau nha rồi rồi chụp thôi đơn giản không? Nhưng mà phải nhớ thôi. Chứ để ở đây có mà người nhắc tồn còn tới hồi một mình cái tự động nó chậm nó không? Nên là phải quay lại. Mà có gì mở ra coi. Không biết. Thôi rồi. Đúng rồi. Cảm ơn bạn. Lấy ngầm thôi. Lấy nụ thôi. Cái hình này giống như hình lấy quen mình chụp thiên vậy. Cái cây nằm ngang là chi phối vùng ngang, cái cây nằm dọc là chi phối vùng dọc. Em xém đó, em nghe rồi đúng rồi. Rồi. Rồi rồi. Rồi, xuống luôn. Lấy từ đầu lên cầm, rồi. Bỏ xong cái đầu rồi, rồi. Ra là hình mấy rồi đó. Mình đi qua nè. Rồi. 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 Rồi.
nước đấy rồi nói đây là luôn nha rồi nước rồi nước rồi sao rồi không lúc này cho bệnh nhân ra còn hình mình sẽ lấy sao stop hả dạ yeah. Stop quick quick hand rồi cho bệnh nhân ra thấy mình sẽ lấy hình sao cũng ra nhưng nếu mà làm nhìn diễn thì nhanh gọn lẹ lắm rồi còn khi làm thương quá thì nhà vô cũng mà làm quen rồi thì thầy á hơn mà nó rõ hơn mà giá trị nó quá rõ luôn. Có thể in phi cho bệnh nhân luôn cũng được luôn. In luôn lên chứ răng phi cho động cho luôn. Trời ơi, trời ơi, nó không quan trọng gì nó nặng vô rồi. Chỉnh ra phải không? Mà vẫn chụp cái thẳng nghiêng bệnh hả? Xong hết rồi. Mà tôi chẳng tin, thấy là cái nguyện vọng người ta thì vẫn đòi CT. Nhưng mà tôi đi dắt qua đây thì làm luôn. Nó có hai cái cửa sổ như hai cái cửa sổ sau thì làm mình đi luôn hai cái ha. Đúng rồi, anh coi cái cửa sổ như mua bao nhiêu phim. Mua mấy hình. Thứ nhất là mình coi để mình xác định được là trong đầu mình sẽ chọn bao nhiêu hình để mình in. Chút xíu cho nó tái tạo cái 3D. Đúng rồi, nếu như 37 hình thì mình sẽ chỉ có in trong vòng là 24 hình. Cái tấm mà ASEAN mà nhung mơ á là mình sẽ in đủ 30. Còn cái tấm ASEAN mà xương á mình sẽ in 24 cái hình định vị 25 kèm theo 5 cái hình 3D nữa là thành 30 đó. Vậy là cái hai tấm phim á hả? Hai tấm phim cửa sổ nhung mơ thì giờ mình vô lại cái đèn. Giờ mình ra đây mình lấy cái hình cái con Huệ nè. Không, chưa, không phải chỗ đó. Anh viết ra lại đi, anh viết ra lại đi. Anh viết bên này nè. Đáng lý đang được vào filming. Filming. Nó là một cách, còn cách thứ hai nữa. Anh vào auto view lại đi, anh vào auto view lại. Auto view. Rồi, còn một cách thứ hai nữa là cho em mượn. Anh sẽ vào cái rất nhu mô não 37 hình này nè. Anh double cho nó lên đây nè, chỉnh lại cửa sổ. Được chưa? Anh chọn tất cả cái group nhu mô não này. Anh bấm vào cái chữ A này. Anh chọn nhấp giữ chuột bên phải này vào ASEAN. ASEAN. Đó. Anh chọn từ cái vị trí mà ở dưới mà anh mong muốn á, có nghĩa là đây vừa qua cái lỗ lớn này, lấy từ đây là được, cái sàn sọ này từ đây là được. Cứ nhắm cái lỗ lớn hoặc cái máu răng này anh lấy là cái điểm bắt đầu ha. Anh bấm start. Sau đó anh kéo lên trên cái đỉnh đầu của bệnh nhân. Chọn. Rồi, anh chọn N. Rồi, đồ dài lát cắt lúc này anh chọn là 5. 5. Hình là anh chọn 29 hình với hình định vị nữa là 30. Enter. Sau đó anh đặt đây là in. In ASEAN in đi. Ha. ASEAN đi. Rồi, ASEAN đi. Rồi, sell. Rồi cửa sổ xương cũng vậy. Tiếp theo anh cửa sổ xương anh view nó lên. Anh chỉ cần bấm view là được rồi. Tại vì cái group đầu tiên á là mình đã chỉnh hết rồi, nên group thứ hai nó sẽ tự động đi theo. Nên thành ra group thứ hai anh chỉ việc đổi tên là in xương, in x, sau đó anh sell thì tất cả các hình nó đều đi theo là ở đây là 29 là không đúng. Mình cần thêm 5 cái hình định 3D nữa thì ở đây là anh chỉ cần in 24 thôi. Đó. Cái thứ hai nữa anh thấy cái đầu của bệnh nhân này nó méo, đúng không? Chỉnh lại. Anh bấm nút control. Ở đây thì không có hai cái cục vàng vàng ở đây. Anh bấm control. Chụp bên giữ chụp bên phải và anh xoay cái đầu bệnh nhân lại cho nó thẳng. Đó, thứ nhất. Nhưng bù lại anh thấy là hai cái ống tay của bệnh nhân nó không có chuẩn nè. Do cái đầu nó bị lệch trái phải. Thì lúc này anh cũng bấm control để anh xoay, nhưng mà anh xoay bên cái hình định vị này nè. Anh xoay. Thấy mấy cái khí lúc đầu là khí vào chuẩn với hai cái giấy tay là nó ống tay nó chuẩn rồi nè. Thấy là xíu vô chỉnh lại được. Đó, anh xem. Với lại là anh nên nhớ cái này, tại vì sao? Tại vì khi anh chụp bệnh nhân cấp cứu á, nó không bao giờ mà nó nằm thẳng cho anh được hết đó. Lúc nào cái đầu cũng méo méo hết đó.
miễn sao anh đưa vô lọc cái lồng đó là được, anh chụp là được rồi, cho có phát tiên qua đó là được rồi, mình tái tạo lại ha. Tái tạo rồi. Thứ hai là anh vẫn seal lại yên xương, seal xong anh lâu. Lúc nào anh qua 3D được chưa? Anh qua bên Filmin được chưa? Chưa. Lúc nào, tại vì là mục đích của anh vẫn còn làm cái 3D nữa mà. Vô cái 3D. Đúng không? Anh vô cái 3D. Đó, anh chọn bệnh nhân vừa mới chụp đó, bệnh nhân mà anh muốn làm 3D đó. Chọn lát dài nhất. Chọn lát dài nhất. Lốt. Xương. Sau đó xương. Chọn xương. Đây là cái đầu của bệnh nhân khi làm 3D. Xương xóa. Chỉnh thẳng nó lại. Xóa, nếu xóa. Đó, thì anh vô kết tinh. Cái này 3D này anh làm đi cho. Rồi lâu nó ra, rồi lâu vẫn thôi là nó xóa nữa đó. Rồi zoom lớn hay là để luôn? Để luôn cũng được. Thật ra zoom lớn này nó cũng không to hơn được nhiêu đâu. 7 1 8 8 nghiêng 8. Hàm hàm đó. Hả? Đó cái đó 1 tấm cũng được. Cái quan trọng á, anh đúng rồi, coi cái nào bẫy nào thì mà. Cái quan trọng á là anh chọn cái tổn thương mà anh đi, chứ không phải là anh chọn tổn thương. Bệnh nhân này không dùng đỉnh nên mình đến chọn bên này, bên này. Rơi từ trên xuống. Thì miễn sao 4 cái nhưng mà phải có cái đỉnh lâu ra bốn cái nhưng mà phải có cái đỉnh là chồng. Quan trọng là cái chỉ tổn thương. Nếu như cái đỉnh mà anh thấy khó thì anh để cái hướng co từ trên đầu xuống chữ H đó. Đó. Tự động nó quay luôn. Còn cái kia thì anh cắt nó đi. Từ từ không có gấp. Rồi ok. Lâu. Làm xong lệnh nào phải khó cái lệnh nó ra. Đúng rồi. Rửa tay. Từ mới ca đầu thì còn đúng đúng ca, mà 2-3 ca nữa là hết đúng đúng ai. Rồi lấy hình F7 F7 chứ không phải số 7 F7 sớt á này đóng rồi còn nắm đồ má luôn má thì chọn cửa sổ xương còn xương cửa xương bình giống như chưa quen á, chưa quen lái xe giống như lấy mới leo lái xe, xe nó chưa lụa lắm, chưa lụa lắm, không có quen từ từ nó sẽ xong, từ từ vô rồi đó, từ nó sẽ lụa thôi, bình tĩnh từ từ, rồi vô rồi đó, mấy người bạn rồi kìa, hai cái xuôi đấy. Không, nhưng mà ý nó là giờ mình chỉnh cho nó thẳng nè. À, nó có cái công cụ nào khác không hay là cũng chỉ lắc tay thôi? Cũng lắc tay thôi, anh lái xe rồi. Nó hơi khó khó xíu. Trời giống như châu Âu lái tự động luôn đi. Hàng của châu Á, lấy gì đó? Lấy chờ nó thẳng. Con gầm á. Đừng đuổi rồi. Hai, anh sẽ chỉnh cái xương dưới nè. Quen, giờ lấy quang hay lấy 3D? Quen. Quang lấy 3D, ít quang. F7 là mấy rồi? Là 3 rồi. 3 rồi. Thôi thêm tấm nghiêng lại đi. Tấm nghiêng. Tấm thẳng, tấm đỉnh, tấm gò má với tấm nghiêng. Thẳng đỉnh gò má đi. Từ lại anh em đâu rồi đi. Anh thấy đây có dị vật nè,
đây có dị vật nè, anh cắt từng cái nó rất là lâu, anh kết tinh. Cắt luôn một lần luôn. Cách cái nào lấy một cái nhau. Anh lấy cái trong, anh xóa cái ngoài đi. Outside delete là có nghĩa là xóa những cái ở phía ngoài. Thì anh sẽ giữ cái trong. Nó kết out. Để, mất thời gian hả? Mất ra có phải. Giờ anh uống làm cái gì? Rồi anh coi anh chụp thêm một tấm nữa bên nghiêng bên trái đi. Nãy nghiêng rồi. Trái là nó có chữ RL đó. Rồi bên trái nè. Đúng không? Dạ. Còn cái cần xóa này không để người ta hiểu lầm không? Xóa chứ, gì mà kêu mày xóa. Này phải quay lại à, đi cắt tim. Có sai có sẵn rồi, in sai chứ có sẵn. Rồi ok. Rồi anh đù ôi có nghiêng thì anh vô chữ R chữ L gì đó anh khỏi còn phải xoay. Rồi ok chụp đúng không? Rồi là rồi xong là 4x4 hả, còn hình nữa 5 hình hả? 5 hình cái hàm ấy hình xếp như này nó tổn thương ấy mà mình lấy đó. Cái sót, đánh sót. Đó, đó, đó. Đó, đó. Cái này nữa đủ 4 mặt rồi. Okay. Rồi. Qua auto view lại. Trở về. Để qua phim in lại. Auto view. Rồi. Qua phim in. Chọn ca và cần in. Nét tươi nha. Nét tươi nè. Quệ. Mãi. Rốt, lấy cái ca in nè anh văng qua. Pin một phải đứng mà. Đó. Mô. Cái chữ in á kìa, in chữ in hay là phá tài để anh in rồi. Chứ anh chụp lộn cái rồi. Món cái kia rồi, anh được rồi. Xóa bớt này. Nó trên kia đi ha. Interview á. Xóa căn một đi. Này, đó, xóa này hay like. Không không, xóa cái hình kia đúng rồi. Delete. Rồi là một trang ha. Đây luôn ha. Chưa chưa anh cửa sổ, cửa sổ. Anh phải delete. Select on. Còn bao nhiêu nữa đã? Select on. Rồi. Rồi đúng rồi, chọn nó vô giữa. Rồi xoay cho nó thẳng cái đầu lên trước. Chọn cái lớn nhất. Bên bài từ từ. Chọn cái lớn nhất này đi. Tùy anh ha. Lấy một cái gì? Hào tác. Cho nó lên bài đó, phải làm từ từ. Góc. Đúng rồi. Chữ. Xoay lúc gì đang là chính giữa. Giữa không? Càng trên. Giữa, giữa. Cái đó anh đang dương. Không, ý nó dùm ra lớn chứ xíu. Không cần lớn lắm đâu anh. Vừa phải vừa được ha. Còn cho chuột phải anh cứ quay đúng rồi không phải luôn nè nhớ apply on chọn tất cả được nghe không select on cái đó select on là khác apply on khác apply on lấy cái sần cái một cái sần hồ cái sần đó lấy cái sần đó gốc gốc cái nó phần trái lại chọn tất cả cái này đúng không tắt cái này ha mấy cái hình bên đây không chưa nhung môn đúng không mấy nhung môn chưa xương 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 yên xương đó nhận xương bằng lên rồi thiếu bỏ bỏ một hình này đi ha delete rồi chọn nhu mô rồi còn xương 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 kia xe lát con anh phải xe lát mở cũng là như phải chọn xe lát con số một á ngon có đó là nhu mô xương nè xe lát con đó hả rồi đúng rồi nó thì phải xương đó rồi chọn năm hình kia nữa năm hình nó nằm ở đâu căn căn hai đi đó quăng cái thằng này qua đó sẽ dư qua bên kia cũng thằng
thì quay bỏ, lại bỏ hình like đó đi. Quay lại hình đầu bỏ hình like rồi select delete xong rồi quá đi quá dữ rồi thành công phim phim dẫn vậy đó rồi nhưng mà quan trọng là giữ cái này coi từ 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 ok thấy không ok lần đầu tiên mà làm vậy là ngon lắm rồi đó lấy hai tấm phim viết tên vô tên vô trả không cho mà luôn nhưng mà giờ là không có gì phải không Huy? Ủa sưng cái đầu chút xíu. Không không có gì cái búi tóc của bệnh nhân quên. Đó. Cái bình thường. Mình chỉnh cửa sổ cho nó đẹp thôi. Giữ gì nổi tiếng lên được chứ. Phải ông chính ông muốn. Muốn cái này là nó vô chuẩn ha Huy. Dạ, mình làm cho nó vô chuẩn chứ mình đâu có làm Phúc Long không? Phúc Long không? Phúc Long không? Phúc Long nào nó loạn giống cái đầu